giờ mình vừa nghe nên mình nấu sạch hết thì có tầm chín chiếc ra lại như thế. Ngày mai phải cạo lại. À, ý là cạo để đi ra chắc 30 em chín nó. Nhanh như vậy. 2-3 ngày nó ra rồi. Chiều 30 mà nó không ói à, nó không có dài dài đâu, ngắn ngắn là chút xíu à, mấm mấm lên. Thưa à. Mấm dài nhiều. Mấm thưa mà cái mình lên mấm này chưa mấm dài. Được. Khó nhổ. Khó lòi ra. Kia 2-3 cây. Nói chung là chiều 30 rồi. Ra chỗ cái cầu xe ấy nó có bên mát ấy. Biết không có nhà không nha. Đi chào rồi con nè. Chào không đâu. Thứ hai là cũng đi. Mới chiều 30 đi đâu nè. Đi làm chọn chiếc nữa. Coi, đi làm chả đi vô. Quế dẫn nó cho rồi, muốn chết rồi. Cứ ra chạy nhân ruột, nhân nhìn hai buổi nó đi học một suốt. Sáng học chiều, sáng học chiều học, tối học bài. Ngày 12 mà, năm sau nó hết người trò. Sao mà chạy nhân chút đi. Để làm xem mang hết cái video. Sài Gòn hết video cho Sài Gòn vậy. Và Tết mới đi Sài Gòn chắc tháng 2 tháng rồi. Làm gì? Tìm mẫu mới hết rồi ở đây. Ý là mình đâu mất thời gian ở đâu mình quay. Ủa, lại. Ủa sao nuôi mà sao đi được? Nuôi xuống đó. Này còn nuôi ớt không? Ớt đi. Nhiều con. Rồi anh này là anh nhỉ. Rồi gì vậy? Giờ khác thì quay nhỏ. Sáng chưa quay. Đang quay đầu. Quay chút xíu. Tính là trưa nay về là tụ họp lại mấy đứa nhỏ Linh đồ Nhi đồ gì mà cuối cùng lũ nó gì không vậy? Ai đâu biết đâu nói. Ai biết gì đâu. Sao bây giờ có xe kêu đỡ nhìn. Là dưới là dọc, là dưới là không? Là dưới thôn anh. Lên nhà bậc hai cái. Có. Nấu nước ăn đâu chi. Nấu nước ăn đâu chi. Cái chỉ có nấu nước cho đâu chi ở nấu nhỉ. Xe làm mốc. Thì lấy nước anh. Cái này có rồi đấy. Có rồi nè. Cái này cách đây. Ừ, cho mà đơn tử là cách cho nó. Để xuống nó có nhiều bài như vậy mà đó. Còn nhiều không cỡ? Không, nếu vậy ạ, vài lá. 10 lá? Không biết được. Đấy là, vậy thì có 10 lá luôn, dư bỏ với mấy con, thiếu. Con có làm xương lá nữa. Nhiều lắm nhưng không ai mà ý là còn gái không? Chắc nhà bữa ông tìm ở dưới tay Vinh con mà ông kiểu con. Bữa con chạch gì dưới mới con trồng mà nó sống được 3 cây mà. Nên là dưới nó nhiều rồi không? Cái thôi mà đó. Chỉ cần nó lấy dưới thôn nó chia là biết rồi. Nhà ngoài nó xùm tới đây mà giờ chỉ có một mặt. Trồng đó nó nước nha đa mà. Mùi tôi đi ra mà chứ gì vậy. Làm trứng mà đẹp. Là tím là đỏ rồi chứ ai tặng một cái là biết làm gì không? Trung ơi, 3 phút này. Để vui. Nghĩ 3 phút chứ mấy? 3 tới 5.